Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Và hôm nay mình sẽ test một vài con game của giải lập PSP trên chiếc máy tính bảng Yuho Tab 10 này để xem nó chạy có ok không nha các bạn. Sao mình đánh yếu quá ta? Đi xuống. Này đây. Tự game mình thì nó hơi lag các bạn ơi. Để mình chỉnh thử một số thứ coi xem nó có đỡ hơn không. Mình chỉnh nó xuống một ít nè các bạn. Thì nó mượt hơn nhưng mà cái đồ họa nó hơi xấu nha.
Ok. Một số con game nhẹ thì mình vẫn chơi được đồ họa chất lượng cao, còn một số con game nặng á thì bắt buộc mình phải giảm chất lượng đồ họa xuống để chơi nó mượt cho các bạn. Nếu không giảm xuống thì chơi rất là lag, rất là khó chịu luôn. Rồi, ok. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.